Philip Nguyễn kể rằng bố anh là một người mau nước mắt, cứ mỗi khi có thông tin quan trọng liên quan tới việc thi đấu ở Việt Nam của con trai, ông lại không kìm được cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt của bố Philip Nguyễn. Trước đây khi biết con trai sẽ chuyển tới thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, bố tôi đã bật khóc. Và đến vừa rồi khi nghe tin tôi có quốc tịch Việt Nam, bố tôi cũng lại khóc rất nhiều, thủ môn Philip Nguyễn tâm sự với chúng tôi. Anh kể tiếp, tối đó tôi đưa bố và vợ con ra ngoài ăn tối, bất ngờ có cuộc điện thoại gọi đến và tôi đi ra ngoài nghe, biểu cảm cũng có chút nghiêm trọng. Khi tôi trở lại, tôi thấy bố mình khóc ướt nhòe cả hai mắt. Tôi hoảng quá, hỏi ngay có chuyện gì vậy? Bố tôi vừa sụt sùi vừa hỏi về hồ sơ xin quốc tịch. Tôi thấy thế phải vội vàng nói, bố ơi, con đã trở thành công dân Việt Nam rồi, tin chính thức rồi. Thế là cả nhà ôm lấy nhau vỡ òa trong hạnh phúc. Chiều 25 tháng 12, Philip Nguyễn chính thức có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Trước đó vào ngày 6 tháng 12, anh đã báo tin vui cho người hâm mộ về việc được nhận quốc tịch Việt Nam. Với Philip Nguyễn, đây là thành quả của sự nỗ lực trong cả quãng thời gian dài. Đây thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời với tôi. Sau 9 năm nỗ lực, cuối cùng tôi cũng có trong tay cuốn hộ chiếu Việt Nam. Hành trình chờ đợi cho thời khắc này thật dài, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đến. Tôi vô cùng hạnh phúc, còn với gia đình là cảm giác tự hào rất lớn. Và tất nhiên rồi, đây chắc chắn là bước tiến vô cùng quan trọng với sự nghiệp của tôi. Tôi có thể cảm nhận được niềm vui của tất cả các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố tôi. Với bất kỳ cầu thủ nào, việc được triệu tập lên đội tuyển quốc gia đều thật tuyệt vời. Đó cũng là một trong những mục tiêu mà tôi hướng đến. Giờ đây cơ hội đã đến, tôi hy vọng mình sẽ có cơ hội được ra sân cho tuyển Việt Nam và cống hiến khả năng của mình, Philip Nguyễn bày tỏ. Đặc biệt, thủ môn sinh năm 1992 cũng tiết lộ anh đã tập hát quốc ca Việt Nam để chuẩn bị cho thời khắc này. Tôi hiểu đó là một trong những điều quan trọng nhất khi tôi trở về Việt Nam. Tôi phải nói được tiếng Việt, phải hát được quốc ca. Tôi cũng biết việc này được mọi người để ý nhiều, cũng không dễ dàng đâu, nhưng tôi đã cố gắng để thực hiện được điều đó. Đồng thời, Philip Nguyễn cũng trải lòng về việc trước đây được lên tập trung cùng đội tuyển Cộng hòa Séc và giờ là đội tuyển Việt Nam. Tôi không nghĩ có gì khác biệt cả, cả hai đều là những cảm xúc rất thiêng liêng bởi tôi là người mang trong mình hai dòng máu Việt Nam và Cộng hòa Séc. Với tôi, đó đều là những khoảnh khắc đáng chờ đợi và quan trọng trong sự nghiệp của mình. Kỳ vọng tỏa sáng ở ASEAN Cup. Khi tuyển Việt Nam gặp Iraq tại sân Mỹ Đình ở vòng loại World Cup 2026 hồi tháng 11 vừa qua, Philip Nguyễn đã có cuộc gặp gỡ với tuyển thủ Iraq Mejaz Doski. Cả hai từng là đồng đội tại câu lạc bộ Slovako, Cộng hòa Séc và đã hẹn gặp lại nhau tại Qatar, nơi sẽ tổ chức ASEAN Cup 2023. Chia sẻ về câu chuyện này, Philip Nguyễn tiết lộ, đó chỉ là một lời nói vui giữa hai người, tuy nhiên ASEAN Cup với anh cũng là một mục tiêu quan trọng khi quyết định trở về Việt Nam. Khi tôi đăng lên Instagram, thực ra đó chỉ là một câu chuyện vui giữa tôi và Mechadovsky thôi. Chúng tôi thường hay trêu đùa với nhau như vậy, đặc biệt khi tuyển Việt Nam và Iraq nằm cùng bảng tại vòng loại World Cup. Ví dụ như tôi hay nói rằng tuyển Việt Nam sẽ thắng Iraq 3-0 và Doski cứ chờ mà xem. Đó chỉ là những câu chuyện vui thôi. Còn về cá nhân tôi, ASEAN Cup rõ ràng là điều mà tôi rất mong chờ. Đó là giải đấu quốc tế có quy mô lớn giống như Euro hay World Cup vậy. Tất nhiên tôi mong chờ mình sẽ có thể có mặt ở đó và được ra sân cho tuyển Việt Nam. Philip Nguyễn nói tiếp, thời gian qua tôi cũng đã phần nào cảm nhận được sự kỳ vọng mà người hâm mộ Việt Nam dành cho mình. Mọi người rất chờ đợi việc tôi có thể thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Họ ủng hộ và đặt niềm tin lớn vào tôi. Vì thế tôi hy vọng mình sẽ không khiến ai phải thất vọng. Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng của mình, làm sao để giúp ích cho đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện mình và tôi sẽ cống hiến hết khả năng cho điều đó. Tôi cũng thấy chút áp lực đấy, bởi tôi không muốn ai phải thất vọng vì mình cả. Một áp lực khá lớn với tôi. Tuy nhiên tôi nghĩ không chỉ tôi áp lực đâu mà bất kỳ ai được triệu tập lên đội tuyển quốc gia cũng đều cảm thấy như vậy thôi. Điều quan trọng với một cầu thủ là phải giữ được một cái đầu lạnh, rũ bỏ những lo lắng, tập trung vào những gì trên sân cỏ, đừng bận tâm đến áp lực bởi thực tình cứ mỗi khi ra sân là sẽ có áp lực rồi. Tại ASEAN Cup sắp tới, tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng D cùng Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Chia sẻ về mục tiêu của bản thân, Philip Nguyễn hy vọng sẽ cùng tuyển Việt Nam làm nên được những dấu ấn ở sân chơi châu lục, anh nói. Tôi có rất nhiều mục tiêu, tuy nhiên tôi không thể vội vàng mà phải tiến chắc từng bước một. Mục tiêu đầu tiên là được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, sau đó được ra sân thi đấu.
Tiếp theo, tôi sẽ nỗ lực để cùng đội tuyển Việt Nam đạt được những mục tiêu đề ra, ví dụ như lần đầu tham dự World Cup, bởi đó là giấc mơ của mọi cầu thủ trên thế giới này. ASEAN cũng vậy, đó cũng là một giải đấu lớn và vô cùng quan trọng với tuyển Việt Nam. Bảng đấu sắp tới sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ cùng chiến đấu. Tôi hy vọng toàn đội sẽ làm được điều gì đó. Nhưng như tôi đã nói, mọi thứ phải tiến chắc từng bước một và trước tiên sẽ là có được một vị trí tốt tại bảng đấu ở ASEAN Cup sắp tới. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt!